Hello, Minh Kiệt xin kính chào các chị, các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt nhé. Thì cái giờ Minh Kiệt ra video thì khác với người ta. Là mình thường mình ra giờ trễ mà, tầm sau 9 giờ đêm. Thì mình không có làm về dịch vụ Facebook cũng như Instagram như các bạn. Thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đến đó thôi. Nhiều bạn cứ nhắn tin la mình, nói với nhắn tin hoài không thấy rep. Nếu mình làm dịch vụ này thì tội gì mình không rep nữa. Rep này chi, rep mình làm dịch vụ này. Nhưng mà mình thật sự mình biết đâu mình chia sẻ đến đó thôi. Mình không có làm về những cái dịch vụ này. Bởi vì sao? Các bạn xem nhiều video của Minh Kiệt, các bạn sẽ ngộ ra rất là nhiều điều bên Facebook và Instagram. Đó, thì ok, thì ở đây thì Minh Kiệt sẽ không nói phần đó. Thì cách làm sao mình nhận được những lượt thích miễn phí trên Instagram. Thì ở đây có một cái nền tảng miễn phí họ cung cấp cho các bạn. Các bạn có thể vào đây ha. Đó, thì Top Free nè. Ở đây họ cung cấp mà Instagram, mà TikTok nè. Đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Thì mình chỉ demo một cái video này mà thôi. Instagram Live, Follow, View nè, vân vân. Đó, ở đây thì các bạn muốn book tên người dùng nào. Ở đây mình sẽ dùng thử cái nền tảng của cái website này họ cung cấp. Thì mình sẽ điền tên người dùng là Minh Kiệt TG. Ok, chấp nhận. Đó, thì chọn cái đúng account của bạn muốn tìm những lượt like hoặc những lượt thích miễn phí trên nền tảng này. Sau khi chọn account xong thì ở đây nó sẽ liệt kê như rất là nhiều ha. Ví dụ như là Instagram apply, hoặc là Instagram follow, hoặc là view, vân vân. Thì ở đây mình sẽ chọn cái mục là Instagram apply. Để các bạn chờ trong vòng khoảng vài giây nhé. Vài giây. Đó. Thì bây giờ là thống kê nè. Cái tài khoản của bạn có bao nhiêu cái bài viết ở trên này đó, nó rất là nhiều đó. Bây giờ mình tìm đại tấm ảnh nào đó đi, để coi tấm nào vậy, tấm này đi. Đẹp lão quá. Dù mình cũng già rồi, các bé cái vô gọi mình bà chú hoài. Các bạn nào gọi ông chú không rép luôn nha. Còn anh đi, trẻ trẻ lại xíu chứ mình chưa được 40, các bạn gọi bằng chú hoài. Rồi giờ để coi, ok, send this. Rồi, ở đây thì thành công rồi đó. Các bạn chỉ việc đợi ha, đợi một chút thôi, không lâu đâu, tầm khoảng 5 đến 10 phút, thậm chí 15 phút. Ok, đó, thì các bạn thấy nó lên từ từ nha các bạn. Ở đây là cái nền tảng này nó cho các bạn sử dụng miễn phí, thì các bạn có thể mua, đó. Thì các bạn đến với channel của Minh Kiệt thì tất cả đều miễn phí hết. Các bạn có thể áp dụng trên những cái nền tảng khác nhau để các bạn có thể tìm những lượt follow hoặc những lượt thích trên Instagram hoặc là Facebook. Các bạn không cần phải mua. Ok, cảm ơn các chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi nội dung video nhé. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video lần sau.